Và tôi cũng cho quý vị biết thêm một chút nữa là ví dụ như là Sideway khi mà hợp tác với một quốc gia như nào, khi công ty làm việc với một quốc gia nào đó thì thông thường công ty sẽ thành lập một cái công ty liên doanh chung, và thành lập cái việc của công ty liên doanh sẽ được tập đoàn người ta quyết định. Nó không phải là, nó là công ty gọi là công ty thành lập liên doanh chung, và hiện tại mình đang thực hiện bước đầu tiên, mình đang sẽ thực hiện bước tiếp theo. Công ty liên doanh chung này hiện tại đã được ký kết với các thành viên hội đồng quản trị quỹ với một cái đối tác ở Việt Nam, và sắp tới thì bước tiếp theo là cái việc ký kết đó. Muốn thành lập một công ty liên doanh thì nó là chữ ký với tập đoàn công ty mẹ, thì chúng ta đang đi từng bước cũng rất là tốt, nhưng mà chúng ta cũng không nhầm là không nên nhầm là chúng ta đã bán nốt nửa công ty cho đối tác rồi. Đó là công ty liên doanh giữa quỹ và đối tác đấy quý vị ạ. Còn khi nào công ty liên doanh chính thì về phía công ty mẹ người ta sẽ ký kết đấy, và chúng ta đang làm từng bước. Và ở Việt Nam thì cái việc mà rất nhiều doanh nghiệp người ta cũng ngỏ ý quan tâm đến cái dự án của chúng ta rất là nhiều, với tội là không muốn không nhiều người người ta không tiết lộ cho quý vị thôi, nhưng mà cái sự đón nhận ở Việt Nam khá là tốt, cũng đánh giá rất là cao đấy. Cũng một phần là việc mà nhờ cái chương trình crowdfunding này chúng ta vừa có đem cơ hội đến cho từng người dân có cơ hội, và cũng giúp một số doanh nghiệp người ta có cái nhìn sâu sắc về vấn đề phương tiện giao thông. Người ta mỗi lần cái việc mà tài trợ và công nghệ này tôi nói vừa quý vị ạ, nó giống như cái việc đi tài từ thiện vậy. Quý vị từ thiện cho một người chỉ là giúp một người thôi, nhưng chúng ta tài trợ và công nghệ là chúng ta đang từ thiện cho rất nhiều người sau này không bị tai nạn giao thông, không bị chết, không bị què chân cụt tay, và gia đình của họ không bị đau khổ. Cái đấy là chúng ta đang từ thiện cao cả. Với số vốn cực nhỏ thì chúng ta từ thiện cái này mới là quan trọng, mới là hay. Còn chúng ta có khả năng là chúng ta sẽ sử dụng số tiền để chúng ta cho một người, hai người, chúng ta cứu giúp tạm thời cái người đó thôi. Bởi chúng ta cũng không cho người ta cái cần cống cơm. Thì chúng ta gọi là từ thiện với cấp độ thấp. Còn cái việc từ thiện của chúng ta vào cái công nghệ này hiện tại bây giờ là tôi nói với quý vị là chúng ta đang từ thiện quy mô, đang phân phát cái tấm lòng, đang phân phát cái từ thiện của chúng ta với phương diện quy mô. Đấy. Khi là cái công nghệ này nó ra ngoài rồi thì tôi nói quý vị là đổi lại cái việc từ thiện của quý vị sẽ được công ty đền đáp xứng đáng. Đấy, chúng ta có hai, vừa từ thiện lại vừa sẽ được sự đền đáp. Sớm hay muộn công nghệ này cũng phải xuất hiện ra ngoài thị trường. Rất nhiều người ngỏ ý muốn đón nhận. Và hợp đồng của Sideway thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà người ta không công bố sắp xếp. Và những cái quốc gia nào, đối tác nào đủ năng lực thì người ta, công ty Sideway sẽ sắp xếp thực hiện dự án trước. Cá nhân tôi thì không ngừng tăng lên mục tiêu sở hữu cổ phần hàng năm, mục tiêu của tôi. Và tôi cũng chưa một lần cảm thấy hối hận hay lo sợ rằng là thôi chết rồi, sở hữu nhiều thế làm gì, chưa một lần luôn. Và chính vì vậy tôi nói với quý vị là mục tiêu hàng năm của chúng tôi đều sẽ đạt được, đều riêng cá nhân của tôi. Mục tiêu tôi ít khi lên mạng xã hội khoe rồi tôi kể công, tôi không thích kể công, bởi vì là kể công làm gì. Chính vì vậy là tôi nói quý vị là tôi chưa một lần cảm thấy ân hận, hối hận hay nghĩ một chút là tại sao mình lại sở hữu nhiều này làm gì, sở hữu nhiều thế, liệu con nọ nó kia không, chưa một lần ân hận. Và hàng năm mục tiêu của tôi đi đều tăng và đạt được. Tôi hy vọng rằng quý vị thế 14, 15, quý vị hãy phấn đấu để đạt được những cái mục tiêu của mình. Và sau này cái thành quả của quý vị sẽ được đền đáp. Tôi nói quý vị như vậy. Chẳng nhẽ là nháy mắt với nhau, tốt lắm ấy. Qua cái trình bày tôi trình bày trước quý vị là khi mà chúng ta hợp tác với một quốc gia, cái phương thức của sở quay như thế này, chúng ta sẽ tạo ra một công ty liên doanh và cùng góp vốn với dự án đấy. Có khả năng chúng ta 49 hoặc 51% tùy vào cái dự án khác nhau. Và chúng ta không bán hoàn toàn cái công nghệ đấy, không bán hoàn toàn cái công nghệ Sideway cho đối tác, mà chúng ta là hợp tác với đối tác để cùng nhau
khai thác vận hành, và không chỉ khai thác cái hệ thống xe đi lại mà chúng ta khai thác hệ thống sinh thái, hệ sinh thái xung quanh cả hệ thống đi xe của chúng ta. Thì chính vậy là cái hệ thống xung quanh của nó rất là nhiều cái nguồn thu. Và mỗi dự án, tôi nói quý vị là dạ, quý vị nghĩ đi, mỗi dự án chúng ta đang triển khai trên ở các quốc gia nó đều là một phần tài sản của Segway, bởi vì chúng ta cổ phần mà, nó đều là một phần tài sản của Segway. Và quý vị hình dung rằng là dạ, tất cả những các quốc gia trên thế giới chỉ mỗi quốc gia chỉ có một con đường đến hai con đường thôi, thì tài sản chúng ta như thế nào, rất là nhiều. Đấy, chính vậy là tôi nói quý vị là công ty chúng ta đang có nhiều cách để vốn hóa công ty chúng ta. Và khi chúng ta vốn hóa mạnh, đủ mạnh, thì cái cổ phần của chúng ta cũng tăng mạnh. Quý vị hình dung đi là dạ, mỗi quốc gia chỉ có một, hai con đường thôi, thì công ty của chúng ta không ngừng to lên. Đồng nghĩa với cổ phần của chúng ta là không ngừng tăng lên. Bởi cổ phần nó chỉ bấy đấy thôi quý vị ạ. Và đây được đánh giá là dạ, một số người cho rằng đây sẽ là một trong những công ty có sức mạnh về vốn hóa nhanh và lớn. Điều đó sẽ giúp cổ phần của quý vị rất là nhanh. Chúng ta có nhiều khách lắm. Token, các dự án mục tiêu, cách vốn hóa cổ phần đang góp rất nhiều cách quý vị. Sau này người ta mới thấy được quý vị là người ông nào nhiều cổ phần mới là giá trị. Đấy, chính vậy tôi tha thiết, tôi cũng gọi là nháy bật mí, nháy mắt với quý vị là sở hữu cổ phần 14.2 và 14.3 là thời điểm quyết định chốt lại. Sau này quý vị có cơ hội có 50 triệu cổ phần hay không? Chúc mừng quý vị cố gắng. Thì quý vị vừa rồi là những cái tờ báo như là The National News cũng đã đưa tin ngày 6 tháng 6, và rất nhiều tờ báo hiện tại bây giờ chúng ta khoảng trên chục tờ báo đưa tin. Và những cái tờ báo đã đưa tin, quý vị thấy là phương tiện của chúng ta đều chở người rồi. Và khi chúng ta chở người thì cho thấy là chúng ta đã được chứng nhận rồi. Công ty chúng ta nói cũng rất là đúng, bởi vì dạ, công ty chúng ta bảo tháng 3 bắt đầu hoặc tiến hành hoạt động chứng nhận. Nhưng chứng nhận ở đây là dạ, giống như quý vị đang thi, đây tôi nói gọi là ví dụ ở đây cho dễ hiểu thôi, không phải là giống nhau. Ví dụ như quý vị đang thi bằng lái xe chẳng hạn, thi xong rồi phải chờ cái người ta cấp, thì vừa rồi là quý vị đã thấy là công ty đã có chở người, hoạt động chở người rồi. Tức là chúng ta phải có chứng nhận, chúng ta phải đạt chứng nhận, chúng ta mới chở người theo dạng thử thương mại. Không, chúng ta vẫn phải thử thử nghiệm và đưa cục sắt, cục thép làm sao có trọng lượng để nó hoạt động. Như vậy có khả năng chúng ta đã đạt chứng nhận đủ tiêu chuẩn của OEA, hoặc nếu gần đây nhất là tiêu chuẩn của UAE mà phù hợp với tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu nữa thì nó là tuyệt vời. Có khả đấy, thì chúng ta đạt tiêu chuẩn của UAE và Liên minh châu Âu. Như vậy khi mà chúng ta đạt chứng nhận như vậy xong thì chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta sẵn sàng đi thực hiện những dự án mục tiêu rồi. Chúc mừng quý vị. Như vừa rồi là quý vị đã thấy rồi, ông Zazeskai ông ấy nói rồi là dự án thương mại đầu tiên sẽ có tại mặt tại UEA vào tháng 9 năm 2023, và rất nhiều cái dữ liệu dự kiện của những cái tờ báo đã liên kết lại rằng là cái việc mà năm 2023 này là phương tiện, đó là phương tiện hạng nặng container của chúng ta. Và quý vị có thể lên check kiểm tra là cái dự án người ta đã công bố là 130 km, chiều dài 130 km, thì nó cũng tạm ổn. Đúng là 20 à 21 22 23 đúng 2 năm, có khi lại ngang với cái việc là người ta xây dựng tuyến đường cao tốc cũng 2 năm. 2 năm để xong, tôi nghĩ là đủ năng lực của chúng ta để thực hiện những IPO. Kể cả chúng ta thậm chí nhiều công ty người ta cũng chưa có lợi nhuận, người ta vẫn IPO được. Nhưng để mà đẹp hơn, để mà phát triển bền vững hơn thì chúng ta có phải có một vài dự án thương mại đầu tiên cần chứng minh để các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán người ta nhìn thấy được cái sự tiềm năng thực sự chứ không phải trên lý thuyết. Người ta sẽ tài trợ, chỉ cần công ty này có một cái dự án thực sự hoạt động thì đúng giống như ông Dương Kỳ nói, như trước lời đơn hàng nó rất nhiều và cái việc tài trợ rất nhanh. Đấy quý vị ạ, thì báo chí gần đây cũng đã nói rồi, chúng ta sẽ có những thời gian sớm để bắt đầu thực hiện dự án thương mại. Và ông ấy nói tiếp, hệ thống có tiềm năng to lớn, UAE
UAE, UAE căn cứ của chúng tôi, đây là quốc gia hứa hẹn nhất cho công nghệ của chúng tôi, tức là UAE, UAE là quốc gia tiềm năng đầy hứa hẹn của Huawei, và chúng tôi có rất nhiều sự hỗ trợ từ sản ra. Và có người ta cũng đã từng nói có khả năng là, tôi cảm nhận cái ông giám đốc này ông nói là tôi cảm nhận là có sự hỗ trợ vĩnh viễn của Ngài Hoàng Thân đấy, ông ấy nói chứ tôi không nói, công nghệ đã hay rồi, hỗ trợ vĩnh viễn. Thì tôi nói với quý vị là chúng ta cũng được ưu ái, chúng ta cũng được để ý, và không chỉ chúng ta mà chính những đối tác của chúng ta cũng đang rất là mong muốn chúng ta thành công. Họ ủng hộ chúng ta bằng bằng ngôn ngữ, bằng lời nói, bằng hành động, họ quảng bá công nghệ chúng ta. Thì cái việc chúng ta, anh em chúng ta đi quảng bá cái công nghệ này đâu có gì là sai, đâu có gì là hèn, đúng không ạ? Những vị chức trách, những vị quan chức, những người có học vấn, những người có trình độ cao, những người có tầm nhìn lớn, người ta còn đi quảng cáo xe quay mà, người ta còn đi giới thiệu xe quay mà, người ta nói xe quay tốt lắm, tại sao mà mình đi nói xe quay mình lại xổ? Ông Hussein ông nói rằng là giám đốc của trung tâm đổi mới công nghệ, ông nói là chúng tôi đang xem xét khu Phan Khang, tức là cái từ cái cảng biển gần đấy, và chúng tôi cũng đang nghiên cứu lựa chọn bên trong trung tâm thành phố, tức là dự án, gọi là dự án vận tải hạng nặng, là phương tiện vận chở hàng hóa cộng với các dự án trong nội đô đô thị đấy, người ta đang nghiên cứu thêm những cái dự án trong thành phố. Chúng tôi mong muốn thương mại hóa công nghệ này và biến nó trở thành một trong những thành công lớn nhất ở khu vực. Đấy, quý vị ạ, chúng ta có những cái tiềm năng cực kỳ to lớn, không chỉ chúng ta nói với nhau là sở quê tiềm năng lắm, sở quê tốt lắm, mà họ họ là những người có trình độ, họ những người có tầm nhìn, không phải là một mình đánh giá là họ là người tầm nhìn, mà họ chứng minh bằng cái thành quả của họ. Dubai 50 năm thôi đổi lại đây thôi trở thành một cái quốc gia rất là giàu có, họ quảng cáo chúng ta, họ giới thiệu công nghệ của chúng ta, họ còn nhận định nó có tiềm năng hơn chúng ta, mà cớ gì mà chúng ta bảo sơ quê tiềm năng mà bây giờ khác chừng. Chúng ta phải mạnh dạn, khi người khác nói, khi người khác chửi, tức là chẳng qua là họ chưa có thông tin, chẳng qua họ chưa có thời gian, chưa một lần nào đó họ bỏ đi cái tôi, họ lắng nghe một lần về cái công nghệ. Khi tôi nói quý vị là khi người ta lắng nghe rồi, tôi nói quý vị là ai cũng thích hết, ai cũng thích hết. Có những người, người ta thậm chí là người ta cái tôi người ta cao lắm, nói sơ quên người ta chưa nó kịp nói là người ta đã ấy đẩy ra rồi, nhưng khoảng 2 năm sau người ta lại đầu tư, có người 3 năm sau lại đầu tư tài trợ. Như vậy công công việc của chúng ta nó giống như cuộc cách mạng vậy, và cuộc cách mạng một những cái thứ mà tiềm năng trong tương lai không phải ai cũng nhìn được, chỉ có những người có nhãn quang, những người có tầm nhìn người ta mới nhìn thấy được, và sau đó người ta sẽ mách dần những người khác để hiểu được cái giá trị của công nghệ đấy. Đấy, giống quý vị là thấy ngày xưa cũng như thế, Bitcoin cũng thế, Bitcoin nhiều người người ta mách, người ta nói còn tiêu cực hơn mình rất là nhiều, có người đầu tư và có người suốt ngày nói, và có người là đến bây giờ cũng nói, ví dụ vậy. Đấy, chúng ta cũng thấy ở nhà ga này, chúng ta cũng thấy là người ta cũng dán cái lưu trình này, tôi cũng không biết là cái mục đích người ta dán cái lưu trình để làm gì, nhưng mà tôi thường là ví dụ như đi xe buýt, cái thời sinh viên đi xe buýt thì tôi thấy là cái lưu trình từ đoạn này đến đoạn này đoạn này đấy, tức là lưu trình, thì cái lộ trình này thì cũng được dán tại cái nhà ga của chúng ta. Không biết ý đồ người ta là tiếp tục là triển khai từ xa ra đi đến các điểm khác nữa hay sao, và đây sẽ là những dự án thương mại sẽ được bật ký nữa hay sao. Đấy, thì đối với công ty của chúng ta chúng ta không được phép tiết lộ, chỉ được là âm thầm phân tích và mách cho nhau hiểu, và phân tích cho nhau hiểu, và chúng ta không được tiết lộ trên mạng xã hội, không tiết lộ, không khẳng định, nhưng chúng ta cũng cần là phải phân tích, cũng phải là đánh giá, giống như người ta bình luận bóng đá ấy, người ta được quyền bình luận mà, đúng không? Thì mình cũng được quyền bình luận. Thế chính vậy là người ta dáng như này thì anh em chúng ta vừa rồi cũng bình luận, tôi thấy cũng là hay, có người người ta đánh giá là lộ trình thì cái này đến cái này, thì tôi thấy là cái bình luận đấy cũng hay, có khả thi. Một trong những nhân vật vừa rồi ông Hussein ông đã nói tiếp cái câu này cực kỳ là hay, tôi mong muốn là quý vị đã lưu lại cái này. Chúng tôi không thực hiện một cú nhảy bình thường, tức là khi mà không thực hiện một ông này không ở ở đời quốc gia này, ở Ả Rập này, xa ra này, người ta không thực hiện một cú nhảy bình thường, mà chúng tôi muốn có một cú nhảy vượt bậc, không muốn nhảy bình thường đâu, không muốn đột phá bình thường mà vượt bậc,
chính lời nói của những người có giá trị người ta nói, chứ không phải chúng tôi. Quý vị không tin, quý vị có thể những video như vậy. Và chúng tôi muốn khởi đầu mà những nơi người kết thúc. Cũng hai câu này ám chỉ. Ví dụ, khi mà cái thị trường giao thông cũ, lạc hậu, lỗi thời sẽ bị loại bỏ, là thời điểm Segway sẽ bắt đầu, hoặc Segway bắt đầu là nơi họ kết thúc. Đấy là phương châm mà tôi đã nghe nhiều người người ta nói như vậy. Khi Segway bắt đầu là thời điểm sẽ kết thúc rất nhiều thứ. Thì đây là những cái câu chuyện mà người ta đang nói nhé. Một loại hình vận tải mới đang được xây dựng. Chúng tôi đang đem lại hệ thống giao thông thế hệ mới ở UAE và khu vực. Đây là sự phát triển cấp số mũ nha quý vị nha. Chính những người có tầm nhìn, chính những người có ảnh hưởng, họ nói đây là cấp số mũ đấy. Chúng ta mới gọi là cấp số nhân, chúng ta bảo nhau là à, tài trợ đi, sau này có cơ hội là đấy, nhân 2, nhân 3, nhân 4. Người ta chửi mình ghê lắm. Mày nói phét, nói vớ, nói vẩn. Nhưng mà để hỏi là xem ông này ông nói là cấp số mũ. Chúng tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ một cách rộng ra. Ông này đã từng nói. Chúng tôi rất tự hào, như tôi đã nói. Chúng tôi không thể làm điều này khi không có các đối tác thực sự tin tưởng vào chúng tôi. Muốn hợp tác và đồng sở hữu với chúng tôi. Những người có tầm nhìn toàn cầu. Ông này còn dính, ông đi còn đi giới thiệu, quảng bá, còn bảo mọi người là thực sự là hợp tác để đồng sở hữu công nghệ. Và những người tài trợ cho công nghệ này là những người mà có tầm nhìn lớn. Càng tầm nhìn thì tí nữa tôi nói quý vị là tầm nhìn ngày hôm nay, tương lai của ngày mai, quyết định tương lai của ngày mai nó phụ thuộc vào tầm nhìn ngày hôm nay. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có khả năng là thay đổi cái tương lai được, điều chỉnh cái tương lai của mình tốt hơn không, giàu có thịnh vượng hơn không, hạnh phúc hơn không, là ngày hôm nay chúng ta phải có được cái tầm nhìn đó, chúng ta điều chỉnh lại để cho cái tương lai của chúng ta tốt hơn. Quá khứ chúng ta không thể điều chỉnh được, nhưng điều chỉnh được tương lai. Quý vị ạ, những người tài trợ Segway hiện tại bây giờ là những người có tầm nhìn. Đấy, thì có một cái cuộc phỏng vấn, quý vị cũng đã thấy ông này ông nói là gì ạ? Chúng ta sẽ có cổ tức và sự tăng trưởng lớn, rất lớn. Ông nhấn mạnh một lần nữa là rất lớn, lớn hơn cả sự mong đợi của chúng ta. Tức là chúng ta cứ mong đợi là cổ tức nó sẽ là không chấm mấy, không chấm mấy. Nhưng người ta muốn chậm một chút để người ta thực hiện những thứ mà người ta cần thực hiện, để nó phát triển ổn định mọi thứ. Và chúng ta sẽ có sự tăng trưởng, có cổ tức lớn hơn chúng ta còn mong đợi. Và ông ấy chỉ cần là dạ, tin tưởng và thấu hiểu. Tức là dạ, hãy tin tưởng cái công nghệ này và thấu hiểu cái lộ trình người ta đang làm, cái khó khăn của người ta đang mắc phải. Thông cảm và thấu hiểu, tin tưởng và thấu hiểu là hai cái mà tôi nghĩ là đối với một nhà đầu tư tài trợ Segway cần phải hiểu điều đó. Tin tưởng, khi mà chúng ta bắt đầu tài trợ đầu tiên là chúng ta đã tin tưởng với công nghệ này rồi, nhưng chúng ta phải thấu hiểu rằng cái lộ trình, cái công việc này nó là khó khăn, nó rất lớn, cái tham vọng rất lớn. Chúng ta không thể ngày 1, ngày 2 đưa ra thị trường của IPO luôn ngay lập tức. Và chính vậy là cần cái sự thấu hiểu của chúng ta, chứ đừng nói là vừa tài trợ năm ngoái mà năm nay đòi người ta IPO và đòi người ta đưa tiền. Sáu, tôi cũng vừa rồi nói về các công nghệ rồi, và tôi có đưa ra 6 điều lưu ý khi mà đầu tư vào những công ty khởi nghiệp. Thứ nhất, bạn cần biết lĩnh vực công ty đó đang kinh doanh như nào. Tức là khi mà đầu tư tài trợ vào một công ty trước IPO thì bạn cần phải biết đó là gì ạ? Hiểu về công ty này đang kinh doanh cái sản phẩm gì, sản phẩm có độ sự đột phá khác biệt hay không, sản phẩm cứ làm nhai nhái giống nhau, người ta làm cái cốc rồi mình cũng làm cái cốc, mà cái cốc này không khác gì cái cốc trước, không có đột phá trong sản phẩm, thì chúng ta phải biết là gì ạ? Khi mà chúng ta tài trợ vào công ty đó, chúng ta phải biết cái hướng người ta kinh doanh, cái sản phẩm người ta có làm có sự khác biệt hay không, nhà điều hành có kinh nghiệm và tâm huyết hay không. Tức là những cái nhà điều hành, cái ông chủ cái công nghệ đấy, ông ấy có thực sự tâm huyết làm đến cùng hay không,
Có những người nhé, có những người làm gần như là người khác đánh giá là thôi phá sản đi cho sớm, nhưng họ vẫn tâm huyết theo đến cùng rồi lại thành công. Đấy, tức là gì ạ? Đòi hỏi những nhà điều hành đấy phải có tâm huyết với dự án, theo đuổi đến cùng. Và nhà điều hành đấy để mà tránh vấn đề là sai sót, thất bại nhiều thì đòi hỏi là ông phải có chuyên môn trong những cái sản phẩm đó. Thì đối với chúng ta ấy, thì nhà điều hành của chúng ta là ngài Junichi Odiki, ngài cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm và gì ạ? Tâm huyết với dự án lì lợm. Tôi cảm thấy là gì ạ? Ngày hôm nay tôi phát triển được Segway, tôi cũng có cái tố chất lì lợm như vậy. Bởi vì bao nhiêu người người ta xui nghỉ đi, bỏ đi, đi làm cái này, đi làm cái kia, tiền về nhiều hơn, nhanh hơn. Nhưng mình lại không lì ạ, lì, lì đấy, lì kiên trì là yếu tố lớn trong cái con đường thành công. Đấy, tôi mong muốn quý vị qua những câu chuyện như này cũng là một cái mà khi nói thì cũng có một cái bài học cho quý vị. Rất nhiều người đi tìm bài học thành công, thành công, thành công, nhưng mà rất thông minh, rất giỏi mọi thứ, nhưng thiếu một vài thứ. Kiên trì, lì lợm trong kinh doanh cũng có thành công. Đấy, anh Nghiên Tiếng, và lì cái gì cũng có. Thị trường mà công ty đang hướng tới, về nhu cầu của nó có dài hạn hay không, chúng ta phải xem được là cái sản phẩm của công ty đó, cái thị trường công ty đó hướng tới, là có những công ty là hướng tới 2 năm là hết thôi, người ta làm theo, gọi là làm theo mùa thôi, một năm người ta chỉ làm 1 2 mùa thôi, có những công ty người ta hướng như vậy đấy. Và có những công ty người ta lại hướng ra trong dài hạn, trong nhu cầu của nó là cái sản phẩm của công ty này là gì ạ, là nó phục vụ hết năm nọ qua năm kia, năm này qua năm khác, hết đời con đời cháu. Chắc đấy là những cái sản phẩm mà chúng ta xem nó có nhu cầu trong dài hạn không. Thì chúng ta so sánh với Segway, cái sản phẩm Segway nhu cầu của nó rất lớn, thị trường của nó rất lớn rồi, và hết đời mình cũng đi sử dụng phương tiện, sau con mình cũng sử dụng phương tiện, cháu mình cũng cần phương tiện. Mỗi năm, mỗi thời kỳ, người ta sẽ bắt đầu cải tiến cái phương tiện đó, phát triển theo hơn nữa thôi. Giống như là smartphone vậy, cải tiến hàng năm. Thì như vậy cái nhu cầu của thị trường này cũng rất là lớn và trong dài hạn. Dòng tài chính có báo cáo hoạt động kiểm toán hàng năm có minh bạch hay không? Thì tôi muốn nói quý vị là giờ đầu tư vào công ty khởi nghiệp, nhiều công ty khởi nghiệp lắm. Và đặc biệt là những doanh nghiệp Việt Nam, có nhiều ông lớn cũng đã nói ở Việt Nam vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính ấy, thì nó cũng không giống như, không chuyên nghiệp những công ty đã. Thì khi mà chúng ta kiểm toán hoặc hoạt động kiểm toán hàng năm để cho thấy là chúng ta cái dòng tiền của công ty là nó minh bạch, cái sản phẩm của công ty kinh doanh có thực sự đem lại lợi nhuận như công ty đã nói. Có rất nhiều cái công ty mà chưa, sản phẩm chưa đem lại lợi nhuận nhưng người ta vẫn trả 20% một tháng, 20% một năm, 30% một năm, 50% một năm. Thì những công ty đó liệu, và người ta sẽ nói đây chúng tôi kinh doanh cái A, cái B, cái C, nhưng để biết là người ta kinh doanh có lợi nhuận thực sự từ cái sản phẩm đấy đem lại nhanh hay không, thì thực hiện hoạt động kiểm toán là chúng ta sẽ nhìn thấy hoạt động kiểm toán. Và những cái dòng tiền mà không minh bạch, không ấy như vậy thì các đơn vị kiểm toán người ta cũng không ấy đâu. Đấy, và chính vì vậy là khi mà đầu tư vào một cái công ty khởi nghiệp thì chúng ta mới xem những cái tiêu chí để mà chúng ta tránh bị nhầm lẫn, hạn chế vấn đề thất thoát tài chính. Và chúng ta cũng phải xác định luôn cho chúng ta khi trong đường quá trình đầu tư, chúng ta đầu tư bất kỳ cái gì cũng thế, chúng ta đều có chứa đựng rủi ro. Công ty thành công nhất cũng có rủi ro, chưa chưa nói là công ty mà khởi nghiệp, nhưng rủi ro cho phép, rủi ro có tính toán được. Có những người, đối với người này nó là rủi ro nhưng đối với người kia nó là cơ hội. Đấy, và chúng ta cũng xác định thời gian là dạ, đối với những thương vụ cần đầu tư ngắn, dài, trung hạn, chứ đừng có nói là, đừng có bảo là chúng ta vừa đầu tư vào ngày mai chúng ta bắt đầu làm muốn. Có những thứ như thế, nhưng có những thương vụ, tôi nói với quý vị là có những thương vụ dài hạn, nhưng thậm chí bằng cả đời mình đi làm những cái trước mắt. Chính vì vậy là quý vị là cần phải chi phí cho nó một chút thời gian.
Và một chút quan điểm của tôi về đầu tư tiếp theo. Ở đây là tôi muốn có một chút để cho quý vị anh chị tham khảo. Tôi là những người mà thực ra là những tôi là người mà tài trợ trước. Và khi mà tôi bước chân vào trong những lĩnh vực đầu tư thì tự nhiên tôi có một cái giác quan là cũng rất tốt. Và tôi cũng nói với quý vị là có những người 10 năm, 20 năm trong nghề chưa chắc đã khá trong lĩnh vực đó. Nhưng có người bước chân vào nghề chỉ 2 năm, nhưng khả năng kỹ thuật, phán đoán, nhìn nhận mọi thứ thậm chí hơn cả ông hàng chục năm. Chính vậy tôi nói quý vị là ai cũng có khả năng, chứ đừng có nói là mình ít kinh nghiệm. Đấy thì những cái từ trước nay cái việc đầu tư của tôi chúng tôi của tôi thì nó cũng không không bị thất thoát, nói với vị là không bị thất thoát, không bị thua lỗ. Nó tóm lại như thế, không khiêm tốn nói được là không thua lỗ. Mỗi người có một cái quan điểm đầu tư khác nhau, nhưng đối với quan điểm của tôi ấy, tôi nói quý vị là dạ, lĩnh vực của tôi đang phân bổ vốn hiện nay đang xem đặt vào danh mục đầu tư của tôi xem trọng những lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao, blockchain, và những lĩnh vực này đều có mong muốn là gì ạ? Phải có sự khác biệt so với các sản phẩm khác đang cùng làm. Thế ưu tiên của chúng tôi là như vậy. Và thời điểm bây giờ tôi cũng nói quý vị là gì ạ? Vấn đề công nghệ nó cũng giống là cái đòn bẩy rất nhanh. Và tôi cũng thấy là rất nhiều cái tay trẻ 19, 20 tuổi thôi, người ta có sử dụng công nghệ, mượn đòn bẩy công nghệ, nhưng người ta vẫn trở thành triệu phú và tỷ phú bằng những người khác. Có những người mà truyền thống phải lăn lộn khoảng 50 năm, 60 năm, thậm chí cả đời. Mà thì cái công nghệ, tức là cái đòn bẩy giúp chúng ta bứt phá nhanh. Giống như vừa rồi tôi có một câu chuyện là cây đồ không có 1.000 tỷ. Nếu chúng ta tìm cái công cụ nào để mà không bị chửi là cái đồ không có 1.000 tỷ, thì bây giờ tôi tính rồi. Nếu mà tôi mỗi năm mà tôi 1 triệu thì 50 năm sau tôi mới có 100 tỷ, 1.000 tỷ. Thế chính vậy là dạ, tôi tìm cái cửa, có một cái cửa nó tương đối sáng, không phải mất 50 năm. Thì tôi, đấy là quan điểm của tôi. Và tiêu chí thời gian, quan điểm đầu tư của tôi tiếp theo là tiêu chí thời gian. Không tập trung vào vấn đề là nhanh hay chậm, nhanh lên hay chậm lên khu vực phố, mà quan tâm của nó là tâm quan tâm về khác, quan tâm về sự tiềm năng của nó, quan tâm về cái giá trị của nó. Chứ không phải bảo là à cái này đầu tư 2 năm sau mới thu cả. Có những người như thế. Có những người bảo là chị ơi, tài trợ của cái này này, sau này cái này thành công ấy, ra thị trường ấy, thì 1-2 năm tới chị có cơ hội là sở hữu tài sản tốt hơn. 2 năm cơ à, có người nói 2 năm cơ à, 3 năm cơ à. Đấy, có người lại coi yếu tố thời gian quan trọng như thế. Một nhà đầu tư ấy, là người ta phải đầu tư vào tầm nhìn, đầu tư vào giá trị của doanh nghiệp đó, chứ không phải là thời gian. 1-2 năm không là vấn đề gì. Cho nên quan điểm của tôi là không tập trung vào nhanh hay chậm, thì quý vị cũng thế nhé, mà lựa chọn vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Đấy là cái đấy là cái quan điểm của tôi. Và nếu người, quý vị nào mà chung quan điểm với tôi thì hãy lưu lại những cái này. Và có những người sẽ có những cái quan điểm khác nhau. Tôi nói như vậy, có kế hoạch chiến lược đầu tư dài hạn có thể 1-3 năm hoặc nhiều hơn, nhưng mà nhận thấy cái tiềm năng của nó là được. Những cái thương vụ mà Warren Buffett đầu tư 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và cũng chính vì vậy là tôi nói quý vị là dạ, đôi lúc mà đầu tư dài hạn như vậy, đầu tư dài hạn như vậy là bớt xót ruột, bớt bán. Có những người sợ đã từng để quên Bitcoin đến bây giờ mới bán. Còn nếu mà người ta vào bán, nếu mà người ta tranh thủ ngày nào cũng nhìn, có khi đã bán sớm rồi. Đúng ạ. Chính vậy đầu tư dài hạn đôi lúc là cũng okay, hay. Có người nói với tôi là đỡ phải bán. Tầm nhìn về thị trường, tức là chúng ta đâu trong đầu tư chúng ta cũng cần phải nhìn về thị trường một chút, cảm nhận được thị trường, có người cảm nhận được và có người tính toán được. Những người chuyên môn, những người có đủ có đầu óc kinh doanh nhạy bén, người ta sẽ tính toán được cái thị trường. Nhưng chúng ta không có khả năng như họ, chúng ta cảm nhận được thị trường. Cảm nhận được. Rất đơn giản là cảm nhận là đối với cái này sản phẩm như này, nó ưu việt như này
thì thị trường của nó người ta có đón nhận hay không, nhu cầu của nó có nhiều hay không, người ta có sử dụng dài 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 hay không, chúng ta cảm nhận được bằng cái khả năng của chúng ta. Cứ không phải nói là ông nào giỏi hơn, ông nói hay hơn, rồi ông nào nói ấy là mới giàu, nó không phải. Giàu có là cảm nhận đấy. Có những người học rất nhiều nhưng chưa chắc đã giàu. Nhưng có những người chỉ học xong lớp 12 thôi, đi Nam đi Bắc đi làm lại rất là giàu. Và người ta cũng đôi lúc người ta không biết nói, không biết ăn, không biết nói gì như thế nào. Cảm nhận của người ta thôi. Và cái cảm nhận người ta bảo là mình đầu tư, chưa chắc mình đã đầu tư. Đấy, chính vậy là đầu tư kinh doanh giàu có là cảm nhận của mỗi người là khác nhau, chứ không thể nói áp cái người này để cảm nhận người kia. Đấy, quý vị cứ cảm thấy là được, cảm nhận là được. Nếu mà cảm nhận sai thì chính vì vậy là cái cảm giác cảm nhận của quý vị đang lỗ. Và để mà đầu tư tự tin hơn trong vấn đề đầu tư thì quý vị, tôi nó cần quý vị là cần theo dõi thông tin thường xuyên, cập nhật thông 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 tin thường xuyên. Thông tin nó như là nguồn thức ăn vậy, nó là năng lượng, là nguồn thức ăn hàng ngày quý vị. Ai mà chịu khó cập nhật thông tin hàng ngày thì tôi khẳng định quý vị là người đấy rất tự tin. Kể cả sở quên thế và lĩnh vực khác cũng thế. Thường xuyên cập nhật thông tin về nó, thường xuyên xem nó, tức là người ta nói là để tâm về nó, có tâm cho nó thì quý vị sẽ tự tin về nó. Có những người rất run, thôi chết rồi, nhưng mà mình rất tự tin. Chính vậy là dạ, muốn được tự tin quý vị phải cập nhật cái thông tin hàng ngày. Chính vậy những người nào mà dễ thành công nhất trong môi trường SEO là thường xuyên xem những cái tin. Khi mình xem thì khi sau đó gặp một cái người nào đó, người ta hỏi mình, bắt đầu mình à hôm qua mình vừa xem xong, mình có câu chuyện là mình kể cho người ta để mình tự tin lên. Và quý vị mỗi nhiều lần quý vị mà xem, quý vị nhiều thông tin như vậy và quý vị cộng với việc trải nghiệm, việc mà làm thực tế nữa thì quý vị trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy. Và tôi nói quý vị rồi, chỉ có trở thành chuyên gia thì mới kiếm được tiền. Cái gì cũng thế thôi. Buôn đồng nát, trở thành chuyên gia trong buôn đồng nát người ta cũng kiếm được tiền. Muốn làm SEO phải cập nhật thông tin thường xuyên. Hiểu được nó, chia sẻ được cơ bản về nó, giải thích được cho nó. Cộng một chút tầm nhìn của chúng ta nữa. Thì tôi nói quý vị là chúng ta sẽ không sợ chết đói. Nói quý vị như vậy. Một cái lời khuyên quan trọng cho nhà đầu tư là hãy rèn luyện tính kiên nhẫn trong đầu tư. Tôi vừa rồi tôi nói đấy. Rèn luyện tính kiên nhẫn trong đầu tư. Có những người ấy, khi mà đầu tư cứ lo xốc vó. Đầu tư có 200 đô. Mua lại cho anh cái để anh lấy tiền anh tiêu. Có 200 đô. Thì chúng ta hãy rèn luyện tính kiên nhẫn trong đầu tư. Đầu tư không chỉ segway mà các lĩnh vực khác. Kiên nhẫn, bình tĩnh, có kế hoạch lâu dài. Quý vị ạ, kiên nhẫn, bình tĩnh, có kế hoạch lâu dài trong tháng, trong năm và nhiều năm hơn nữa. Phải có cái kế hoạch như vậy. Sự kiên nhẫn của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng đã trải nghiệm rồi. Và tôi cũng thấy là những cái người mà người ta cũng không giỏi, không thông minh hơn nhiều người, người ta không giỏi hơn nhiều người, người ta có tính kiên nhẫn hơn, kiên trì kiên nhẫn, và người ta cũng sẽ đền đáp. Cái bản thân tôi cũng thế. Quan niệm đầu tư nhưng nó rất là quý báu. Và cái câu này tuy nói nó hơi sốc áp, nó không ấy, nhưng nó là cái quan điểm rất là hay. Thị trường chỉ thắng những người mất bình tĩnh và sẽ thua những người kiên nhẫn, chờ đợi kiên nhẫn. Cái này nói thì đôi lúc là nó nhiều người người ta ấy đấy, phản bác ấy. Nhưng tại sao phải viết như này, viết như này để mọi người, người ta bị sốc, người ta bị cảm nhận dễ, người ta hình dung dễ và người ta nhớ lâu. Trong đầu tư sở quay và đầu tư cái khác cũng thế. Các cuộc chơi trong thị trường là cuộc chơi của những ông lớn. Có những thứ mà trong thị trường người ta, các ông lớn người ta bắt tay với nhau, người ta om cái hàng đấy thôi và tạo cái độ khan hiếm thôi, đúng không? Trong một thời gian nhất định, chứ người ta không thể lâu dài được. Nhưng nếu ông mất bình tĩnh là khác, kể cả chơi tiền điện tử cũng thế mà. Nhưng cái ông cứ để kệ nó xuống hay lên thì nó chỉ là số, nó nhảy thôi mà, xuống hay lên nó trong chốc lát thôi.
nó làm cho xáo trộn tâm lý của những cái người hay mất bình tĩnh, ngó đi ngó lại, mất đi mất lại, sốc đi sốc lại. Nhưng cái người mà thôi bình tĩnh, có kiên nhẫn, đôi lúc thị trường người ta lại thua, bởi vì là người ta chỉ lũng đoạn thị trường cái thôi, trong cái thời gian đấy thôi. Nhưng ông bị lì, ông này lì, ông kiên nhẫn, cho nên là dạ, không thể theo ông này được, đôi lúc phải cho thị trường nó lên đấy. Thì có phải là ông kiên nhẫn ông thắng không? Một cái câu chuyện hay nhưng nó ý nghĩa đấy quý vị ạ, nó ý nghĩa. Trong các thị trường chúng ta cũng phải đều cần rèn luyện cho mình một cái tâm lý kiên nhẫn, có kế hoạch lâu dài. Và tôi thấy là rất nhiều người sẽ cùng quan điểm với tôi, rất nhiều người thắng cùng quan điểm với tôi. Một cái câu chuyện nữa là sở hữu doanh nghiệp theo cách hiện đại. Thì sở hữu doanh nghiệp theo cách hiện đại và trước đây chúng ta sở hữu doanh nghiệp theo cách thông thường như sau, theo cách truyền thống. Tự mình sẽ tạo ra một cái doanh nghiệp và cũng khởi nghiệp. Nhưng cái thời gian chúng ta phải dành cho cái công ty khởi nghiệp nó nhiều hơn. Chính chúng ta phải dành cho nó nhiều hơn. Có những người đấy phải hy sinh tình cảm, tình yêu, hy sinh hết cái nọ, hy sinh cái kia, bắt đầu dành nhiều thời gian để khởi nghiệp. Và thậm chí cái công ty khởi nghiệp đấy không phải là 1 năm thành công mà 2 năm, 5 năm, 10 năm vẫn theo đuổi. Khởi nghiệp theo cách truyền thống như vậy. Tôi có một cái bài để so sánh về tài chính. Khởi nghiệp theo cách truyền thống là người ta vẫn phải đầu tư rất là nhiều, hết tỷ nọ tỷ kia theo đuổi, hết tỷ nọ tỷ kia, xong rồi mời vòng A vòng B C, rất là nhiều những thứ. Tiếp tục khởi nghiệp theo cách truyền thống cũng yêu cầu khả năng marketing, lãnh đạo, quản lý. Những cái ông không có kinh nghiệm, những người không có kinh nghiệm trong cái thị trường đó rất dễ nguy hiểm. Nhưng mà nếu thất bại thì đồng nghĩa chúng ta lại mất rất nhiều, cũng lại mất thời gian, mất tài chính, mất kinh nghiệm, mất rất nhiều thứ, mất mối quan hệ, mất thậm chí có những ông khi mở doanh nghiệp rồi thì thời gian còn lại cuối đời để mà lo tiền mà trả nợ vẫn có mà. Và đại đa số là tôi nói quý vị là đại đa số nó sẽ không phù hợp với nhiều người, bởi vì quý vị sẽ xem cái tỷ lệ doanh nghiệp trên đầu người. Theo thống kê thì tỷ lệ doanh nghiệp trên đầu người thì cũng là ít, khoảng chưa đến là khoảng 1% gì đấy, 0,7-0,8% thôi. Như vậy là cho thấy thông số là chúng ta thấy là dạ, không phải ai cũng mở được doanh nghiệp, không phải ai cũng mở được doanh nghiệp. Chính như vậy là dạ, cái phương thức như này không phù hợp với đại đa số nhiều người. Thưa quý vị ạ, chúng ta tí và nếu thành công, nếu trong trường hợp chúng ta thành công thì chúng ta vẫn có cơ hội theo cách cũ, vẫn cơ hội trở thành ông nọ ông kia, vẫn cơ hội là trở thành triệu phú nọ triệu phú kia. Nhưng đối với một cái phương thức mới ngày hôm nay là chúng ta lại không cần phải dành nhiều cái thời gian, không cần phải dành nhiều cái tài chính, không cần phải có nhiều cái kỹ năng như vậy nữa, mà với số vốn rất ít chúng ta cũng có cơ hội khởi nghiệp được. Đó là dạ, với số vốn ít nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp tiềm năng mang có sự đột phá như các tiêu chí tôi đã nói, và chúng ta vẫn có cơ hội trở thành triệu phú và tỷ phú được, như rất nhiều triệu phú và tỷ phú trước đây người ta cũng đã chứng minh đấy. Nhưng mà nếu đã thất bại, chúng ta chỉ mất một số tiền rất nhỏ thôi, không phải bê bết quá nhiều như kia. Như vậy là chúng ta sẽ lựa chọn bằng hình thức khởi nghiệp nó phù hợp với từng người. Để có những người tất nhiên là phương thức truyền thống sẽ không bỏ được đấy. Nhưng có những người là dạ, cách này đối với mình hiện tại bây giờ là hợp nhất à, bởi mình chỉ có 1.000 đô thôi mà mình cũng chưa được đào tạo, cũng chưa được giỏi, chưa cũng nhiều mối quan hệ, cũng không thể để 5 năm 10 năm sau bắt đầu mình mới thành công được, thì mới 1.000 đô khởi nghiệp cái gì. Thì phương thức hiện đại đây là phương thức mà tôi thấy nó cũng rất phù hợp với đại đa số chúng ta. Chính vậy là dạ, rất nhiều triệu phú cũng đã sử dụng cái phương thức này, không là người tạo ra công ty hay lắm, là hay là nhà sáng lập, họ chỉ là nhân viên thôi, bảo vệ thôi, họ chỉ nắm giữ cổ phần của công ty tiềm năng thôi, họ cũng có cơ hội trở thành triệu phú như cách chúng ta đang chọn ở bên phải vừa rồi. Lý Gia Thành đã thu về được 11 tỷ đô la
khi đầu tư 40 triệu đô la vào Zoom. Đấy cũng không phải là nhà sáng lập của Zoom. Đúng không? Và tôi nói quý vị là gì ạ? Biết đâu sau một ngày nào đó chúng ta không tạo ra một doanh nghiệp, nhưng biết đâu doanh nghiệp một ngày nào đó, một doanh nghiệp đang phát triển rất lớn mạnh ở kia, người ta đã tập trung thời gian tâm huyết rồi, nó lại là sở hữu của chúng ta. Câu chuyện đó diễn ra với Tesla. Elon Musk cũng không phải là nhà sáng lập ra Tesla, nhưng bây giờ lại là ông chủ Tesla. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta làm ăn thịnh vượng, chúng ta phát triển cái công ty mà một bạn nào đó đang cố gắng tâm huyết dành thời gian để phát triển lại là công ty của chúng ta. Đấy, tôi nói ở đây để cho mọi người này là có cái sự phấn khích, có cái sự mà cũng hiểu được là đâu đồng nghĩa là chúng ta không mở công ty, là chúng ta là cái dạng mà sẽ không bao giờ công ty sẽ kém hoặc là nọ kia, nhưng có khả năng sẽ một cái công ty nào đó đang phát triển rất ổn định, đang phát triển mà người bạn của mình hay là người nào đó người ta đang dành nửa đời cả đời, người ta tập trung xây dựng đến ngưỡng này rồi, chúng ta lúc đấy lại trở thành chủ của nó thì sao? Đây, Xiaomi thì nhiều nhân viên cũng trở thành triệu phú, hơn 900 nhân viên của Google cũng trở thành triệu phú. 900 nhân viên chỉ là người bình thường thôi, chứ đâu phải là mở doanh nghiệp mới trở thành triệu phú, đúng không? Ở đây là tôi không phải là nói là để mà phản bác cái việc mà mở doanh nghiệp, mà tôi ở đây là tham khảo cho những người mà thiếu may mắn, tức là kém hơn một chút, để cho người ta có động lực để người ta phát triển, để người ta có động lực và người ta làm kinh tế. Đấy là cái câu chuyện để người ta tạo động lực mà thôi. Apple hơn 1.000 nhân viên trở thành triệu phú. Microsoft 1.200 triệu phú. Tức là những người bình thường, những người góp vốn 1.000, 2.000 khi khởi nghiệp thôi. Đây là bằng chứng thực tế, quý vị có thể là gõ lên Google cũng thấy. Đây, tôi mới nói là đây là những cái bằng chứng tạo động lực cho chính quý vị. Và những cái tư liệu này cũng rất cần thiết để quý vị lưu lại. Uber, Airbnb tạo ra được là 6.000 triệu phú mới. Thì cái câu nói của tôi là dạ, tương lai ngày mai phụ thuộc vào tầm nhìn ngày hôm nay của chúng ta. Tương lai của chúng ta như thế nào, chúng ta trở thành ông nọ bà kia, chúng ta trở thành tài sản nọ, tài sản kia, thì phụ thuộc vào ngày hôm nay chúng ta đang nhìn cái, đang đi. Và có một cái câu nói cũng rất là hay, đi tìm kiếm cái cơ hội. Có những người hàng chục năm đi tìm kiếm cái cơ hội, mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm cái cơ hội, khó. Nhưng khi mà gặp cơ hội rồi, chỉ mất một vài năm thôi là chúng ta đã thay đổi rồi. Chúng ta chính vì vậy là dạ, chỉ cần là chúng ta tìm cái cơ hội đúng. Quan trọng nhất của chúng ta là tìm cái cơ hội đúng. Nếu mà đúng rồi, kể cả 3 năm, 5 năm, thậm chí chục năm, nhưng khi mà đến cái thành quả rồi, chỉ mất vài năm thôi là chúng ta đã thay đổi. Còn quý vị, còn những người mà đi sai, vẫn chưa gặp cơ hội, vẫn đi tiếp. Chính vậy là quý vị là khi đã gặp cơ hội rồi, gặp công ty tiềm năng rồi, một vài năm không là gì hết. Khi nó đã chín, nó thay đổi quý vị trong một vài năm thôi. Đấy, thì chúc quý vị, chúc anh chị là cố gắng tận dụng nốt giai đoạn 14.2, 14.3. Hai giai đoạn còn lại là hai giai đoạn mà chúng ta phải làm tăng tốc để đạt những cái mục tiêu của chúng ta. Hai giai đoạn còn lại, những người nào, những quý vị nào chưa sở hữu cổ phần nhiều, chưa sở hữu 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Hai giai đoạn còn lại là chúng ta còn tập trung nhiều hơn người khác. Ít ngủ đi, ít chơi đi. Và thời gian nó có giới hạn, tuổi thanh xuân có giới hạn. Chính vì vậy là tận dụng những lúc cần tận dụng để chúng ta thảnh thơi những quãng đời còn lại. Vâng, kính chúc tất cả các anh chị và sức khỏe, sở hữu nhiều cổ phần.